anh có quay lại lần rồi nè. Ở đâu ta? Xe này anh giờ gần nhớ là xe này ở bên Vĩnh Linh mà đó có cái dầu xúc gắn cái bánh gai anh trước đó. Bánh gai anh trước với dầu xúc hả? Ừ, hồi đó xúc của mày chế chế xúc của mì. Hồi đó xấu quắc à. Gào xúc của mì xấu quắc. Không nhớ luôn á. Phước Ninh hả, là tô 2 à, Phước Ninh hả à. Rồi Vũ mến chào các bạn nha, hiện tại mình đang ở trên ở bên Long Vĩnh các bạn, bên Long Vĩnh nha, anh em đang chắc lúa nè. Đây 185 nha, 185 nè của em trai nè, của anh chủ thì nhà đối diện với bãi của Hoàng cũ á, gần gần cầu Gò Chai đâu nè các bạn. Rồi ve lại lấy vạt bên đây ha, lấy vạt ra dạy em kia luôn. Chiếc này tiếng máy nổ ra còn im dữ à. Ai có hai người ginh à, ginh đây tới chiều đuối luôn chứ đâu. Nhưng mà mình làm ngày nghỉ 3 ngày cũng được nữa, bù lại. Chơi à, máy cắt rồi xong rồi xe chở cũng xe nhà luôn. Đó là lấy cái thớt chở máy cắt này xong rồi chở lúa luôn nha. Xe đó mua vậy có làm gì không? Hay vậy hả? À. Em trai nói hồi đó là mua trên Phước Ninh các bạn. À, xe đó gắn cái gầu xúc vậy đó. Bánh gai anh sướng đó mà giờ mình không có nhớ ha. Rồi mấy anh bắt chuột nè. Ủa dính được con hả anh? Đào có nào dính được con à? Đào quá trời là dính được con này cũng bự ha. Rồi tiếp tục. Đây có làng dây điện ngoài đây ha. Ở đây anh có câu nè. Câu ở đây ha. Câu đây nó bảo vệ mấy ngốc này. Ủa anh lúa này giống gì anh? Hôm nay 18 hả? Giá này nhiêu anh? À 7,5 hả? Có anh được mấy mẫu? À 3 mẫu. 7,5 ký nha các bạn. Hôm em 18. Qua bên kia đi tiếp. Chỗ này bỏ đây đầu vạc nè, đầu vạc đầu bà để bỏ đây nhiều nè. Bỏ nhiều ha.
Cái này nè bình quân chắc cũng cỡ 7-8-9 tấn vậy ha. Hồi nãy anh Hoàng nói như là cái đám bên kia cũng tầm 8-9 tấn vậy đó. 15-16 bao. À 15-16 bao ha. Dạ. Đám chỗ xe anh đậu 5 mấy bao anh đắp lên. À. Đám này 3 mấy bao. À. Tính tính ra cái khu này cũng chưa có hẳn là ruộng bưng nữa nha các bạn. Ruộng bưng nó phải xa xuống cái vạt dưới kia nha. Xa xuống dưới kia. Dặn. Mai xa xuống dưới kia mới dặn ruộng bưng. Ở đây đi làm nó như là ảnh hưởng chút xíu thôi á. Mà làm chúng vậy. Bữa như bên qua bên cầu bên kia là anh nói là một công đi gần 20 bao luôn á. Hả? À. Thì vừa qua cầu Hòa Chai là cái đám ruộng cuối cùng luôn là vô xúc nhà đó. Qua cây xăng tới đám ruộng á. Bữa cái em gì cũng chỗ bãi Hoàng đi vô á. Ờ hai chiếc mẹ cũng rơm đó. Với chiếc kho chở nữa. Cái cổ dê nó bị lỏng ha. Cổ dê của cái bô nó lỏng á. Ờ. Lúc lắc. Đó, đâu dây giác đâu đi lên YouTube rồi chứ. lấy hết đầu vàng này luôn à. Ủa vậy cái máy phóng đó là ba con chạy hả? Ba tên gì quên rồi đó. Hả? Thích hả? Ít. Tâm ít chứ không phải là tâm ít nha. Bao này nó bằng bao đỏ không cưng? À lúa kia bằng bao đỏ hả? À cái này cái bao này thì thấy hơi ngắn nhưng mà cái nó bị tròn nó bự hơn. À, bị quanh nó bự hơn. Cho các bạn xem cái dàn ngọn lúa cái đám kế bên nè. Đám kế bên nha. Các bạn thấy dàn ngọn đám kế bên không? Đây là cái dàn đám bên đây ha, đám bên đây cái đất nó thấp hơn. Thấp hơn cái lá nó chín ấy hơn ha. Lá nó chín héo hơn. Giờ lấy mấy bao nữa là ra được rồi phải không? Vô chiến nữa nó mới hết chứ. Hôm nay cả bao một đất, bao mấy bốn mẫu. À. Cái gì chín? Có anh chủ nãy là nói có anh không ba mẫu mà. Ba mẫu ôm em 18. Ôm em tới 3 mẫu lận á. Ôm em tới 3 mẫu lận. Chạy tốn gì đặng muốn vô quán ôm em. Rồi vậy là lên bao cái nữa chắc ra được rồi. Tại vì vừa ra để lên cao vác vô nặng. Ra thấy à. Thôi. Thôi để cho mấy ổng là hưng lúa đi. Bán xong không hưng lúa được nữa.
Đây là máy DC60 các bạn. DC60. Nhóc chạy là con của anh Ít luôn nha. Là nhà chỗ có chiếc máy phóng có quán nước đối diện với bãi xe cũ của ông Hoàng các bạn. Đối diện giáp văn hóa, đối diện với văn phòng ấp á. Ông 85 kéo thớt thì kéo lúa rồi ok hết các bạn. Đây, chiếc xe máy qua cả nha. Rồi lên nè. Xuống sát đây luôn nha các bạn. Đây xuống đây luôn nè. Ủa không có chạy lại đằng kia chở đầu quay lại hả? À cho chở đầu quay lại làm mau hơn. Đằng chỗ cái đằng cây kia không có hả? Hay là tới ngã ba mới có không? Ngã ba thì sao quá. Ủa cân nếu mà thì chở vô đây là ăn sao ta? Chở phóng với phóng kéo cái đó lên đây kéo kéo 900. À một tính bao nhiêu tiền á? Ăn mẫu à? Ăn mẫu hả? Ăn mẫu ăn bao. À khu này ăn mẫu. Mẫu 900. Tại vì gần ha, chứ còn xa là phải chịu hai luôn á. À tại vì anh đi quay mấy chỗ kia là nó xe là 600 là công phải 600 rồi đó. Ở đây cũng vậy, ở đây chia đều á. À 900 thì người 450. Nhưng mà bây giờ dưới đây nè 450 là hai em trai này thôi hay là cũng có cưng liên quan vô đây không? Có luôn á. Kỳ vậy. Giác ngộ luôn rồi. Ông ơi, tính cưng tài xế thôi chứ. Tính cưng tài xế ăn tiền xe riêng thôi chứ. Em cũng là bướng mà. Chạy nhiều hơn, không có cho ngồi xe không đâu, cãi cho ngồi không thì còn được. Vậy là tính ra phải chia nhiều hơn ha, tại vừa chạy mà vừa giác nữa. Chạy vừa giác mà, đâu vừa chạy giác có trăm ngàn. Mấy đồng chỉ đủ chứ đâu để ngồi xe không được. Ngồi xe không là quá sướng rồi. Ừ. Đâu mất tiêu rồi. Nè. Đó con dậu quá, xe 1 triệu. Ừ. Cái vụ này khô nên nó kéo cũng khỏe hơn ha. Để coi hồi nãy mà tập trung cái này nãy cũng có 50 bao không? 4 mấy 50 bao không? 5 mấy bao hả? Ừ, 5 mấy bao. À. Thì cái máy vụ kia là xình không cái gì? Lúa ngã
Tại vì cái mấy bánh đất này là làm lúa quanh năm mà đâu có xen gì vô đâu. Nhiều năm trước là anh có quay cái chiếc máy cài Shibora hay là Isuki gì quên là chở rơm lên, chở rơm như bắt lầy á. Bắt lầy xong cái đầu lấy chiếc gì, lấy hai chiếc mà ép với chiếc pho xuống đó hay gì đó, cũng là một tăng mới lên á. Đúng rồi. Lăn đó qua ông nội. Cái bít này sao mới lăn. Ừ, cái này chết thằng quá. Chắc muốn đẩy lên xổm không đi. Này để dưới thì dễ ha. Nói chung làm này riết quen rồi, làm cũng khỏe. Chứ giống như anh làm nặng đâu có nổi đâu. Cái lâu lâu cái phụ đi làm hồ bên phòng thuốc làm công quả, làm hồ chừng vài bữa xong cái bao xi măng cái mình ginh ra bao xi măng cái ghề xuống nó thấy cũng nhẹ. Cái nào buông ra lâu cái làm lại là không nổi. Đây em vác lúa lâu lâu rồi chứ nghỉ vụ xong cái tới vụ không vác ngày một về lết thôi. Ừ, làm vài ngày nó mới quen lại được. Bây giờ ve luôn hả? Ve luôn một phát anh nghe. Tại sao biết mà. Rồi bắt đầu mình hứa bụi. Rồi cái video mình kết thúc đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video của mình ha. Bạn theo dõi video của mình thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha các bạn. Đăng ký kênh cho mình nhanh đủ một trăm ngàn ha, trăm ngàn lượt đăng ký nha. Rồi chào các bạn nha.